Xin cảm ơn tất cả các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp cũng như các em đã bỏ thời gian đến đây để tham dự một cái buổi công chiếu của bộ phim Lật Mặt 48 giờ tôi đã xin cảm ơn rất nhiều. Và để bắt đầu cái cuộc phỏng vấn ngắn của em dành cho anh thì cho em ôm anh một cái nữa không ạ? Đây là giống cái cảm giác mà Lê Hải 700 năm về trước khi mà xuất hiện ra sân khấu và để hát. Bắt đầu rung rung đúng không ạ? Bắt đầu với quý vị là ít khi chúng tôi là đồng sự trong công việc lắm, chúng tôi là bạn nhậu. Hôm nay mình sẽ bỏ qua cái khía cạnh ngồi nhậu với nhau để làm công việc ở trên sân khấu. Em và khán giả đang rất là muốn biết là lần này á, bộ phim mình trục trặc có quá nhiều và làm cho anh nản chí không ạ? Bộ phim Lật Mặt 48 giờ là một bộ phim có thể nói là được đầu tư nhiều nhất trong cái anh em của nó, được cực khổ nhiều nhất, quay nhiều nhất, nhưng mà nản chí thì không ạ. Nản chí thì không. Đây là một cái câu khẳng định rất là thú vị mà không ai vỗ tay hết à. Chúng ta vỗ tay cho tinh thần của người làm phim được không ạ? Cái này quá trọng lắm. Cái bộ phim lần này với tên là 48 giờ nó sẽ có rất là nhiều những câu chuyện trong đó, nhưng mà điều anh muốn truyền tải nhất là gì ạ? Từ khi mà Lê Hải lập gia đình, đặc biệt là sau khi có em bé thì tất cả những suy nghĩ của Lê Hải về bất cứ một vấn đề nào đó thì Lê Hải luôn đặt gia đình lên trước hết. Thì cho dù Lê Hải kể một cái câu chuyện ở thể loại phim gì đi nữa thì cái nội dung nó vẫn xoay quanh là gia đình, và Lật Mặt 48 giờ cũng không ngoài cái đó, vẫn là gia đình. Và cốt lõi của truyền tải của Lê Hải muốn gửi đến tất cả mọi người, dù anh là ai, dù anh là gì đi chăng nữa thì gia đình vẫn là số một, bởi vì gia đình đó là nơi mà chúng ta dừng chân. Cảm ơn anh rất là nhiều, hôm nay được nghe lại điều mà đã từng chia sẻ khi mà chúng ta cùng nói về Nhà Có Khách. Anh cũng nói rằng là cứ xem đi để biết thông điệp gia đình nó rõ nét như thế nào. Và lần này có lẽ mặc dù bộ phim Cùng Biến Cách sẽ có nhiều cú lật lắm, nhưng chắc chắn điều cuối cùng động lại nó vẫn sẽ là tình yêu và gợi dậy trách nhiệm gia đình trong mỗi người, phải không ạ? Và ngày hôm nay anh Hải nhìn đi, đã lâu lắm rồi mới có một cái không khí quay trở lại ngày xưa như thế này, khi mà mọi người cùng đến đây tề tựu vì một bộ phim. Có anh chị em nghệ sĩ, có anh chị em báo giới, có tất cả những người thân quen và đặc biệt là dưới làm phim đến đây vì anh rất là nhiều. Nhìn quan cảnh này, anh muốn nói gì với mọi người không ạ? Từ nãy giờ Lý Hải chưa cảm ơn rồi. Lý Hải xin, đầu tiên là Lý Hải xin cảm ơn tất cả những thành viên trong đại gia đình Lật Mặt, công sở đi Lật Mặt đã giúp cho Lý Hải có một cái sản phẩm để ra mắt trong ngày hôm nay. Và sau đó là sau lưng của những người làm chung với công tác ở ngoài phim trường của Lý Hải, sau lưng đó là cả một ekip đội ngũ anh em cũng giúp đỡ rất là nhiều, từ những bạn những cái chuyên mà hợp tác PR quảng cáo cho phim, rồi cho tới những tất cả các anh chị em bên báo chí đài, và mọi người rất là kiên nhẫn giúp đỡ, bởi vì phim đã dời tới 2-3 lần rồi đó. Lê Hải không có văn chương được nhiều, nhưng mà Lê Hải xin chân thành cảm ơn tất cả những tình cảm của các anh chị, các bạn đã dành cho Lật Mặt một tình cảm rất là lớn. Và sẵn đây thì Lý Hải cũng rất là hạnh phúc khi mà vừa mới nhận thêm một cái tin là mặc dù phim mình chưa chiếu nhưng mà được bán vé trước trên cái show là được hơn được 3 tỷ mấy rồi. Hy vọng rằng hết đêm nay, chắc hết đêm nay rồi mai gì nữa Lý Hải mau về vỗ. Xong hôm nay là về rồi, bắt đầu ngày mai mình tính lời phải không anh? Dạ, em không có dám, mình không dám đòi hỏi. Mọi người yêu thương cho nhiều là cũng nhiều rồi. Và đến bây giờ mọi người vỗ tay là kiểu gì cũng lời. Cảm ơn mọi người. Và để câu chuyện về bộ phim 48 giờ này thêm nhiều cảm xúc. Đầu tiên thì Võ Thành Tâm xin gửi lời chào thân thương và đồng nghiệp nhất gửi đến mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã bỏ công sức thời gian đây giao dựng và bắt bộ phim. Phải nói là đây là một bộ phim mà đúng với cái tâm mời của Tâm, đúng với cái sở trường của mình. Thì khi mà nhận được lời mời của Lý Hải thì đây là một cơ hội để cho Tâm có thể quay lại với điện ảnh và
và một lần nữa để khẳng định mình với mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn Tom. Tới Hà Anh ha. Đối với anh Hà Anh là một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng vì sự tử tế và nghiêm túc của em khi làm việc. Lần này vai của em là gì? Bật mí một chút xíu cho mọi người nghe. Dạ, em cảm ơn cái lời khen của anh dành cho em. Trong vai diễn lần này thì sẽ là một Hà Anh hoàn toàn khác. Em đi sự kiện em lồng lộn vậy thôi, chứ lát nữa hôm kia là mọi người thấy hết trơn mặt mộc của em á. cái mà em muốn giấu nhất là anh Hải, anh kêu là không được như em không phải làm xấu hơn vậy nữa, thì mọi người sẽ thấy được một hình ảnh cô Thảo vợ của anh Mạc Phóng Khoa rất khác ở bộ phim Lật Mặt 48 giờ. Hy vọng là mọi người sẽ thích ạ. À, có thêm em là vợ của Mạc Văn Khoa hả? Dạ. Nghe thôi là thấy tội rồi. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của Ốc Thanh Vân. Thực sự là Ốc Thanh Vân là người chắc là tôi phải hỏi cả một trang dài mới hết được chuyện. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay thôi á, thì sẽ hỏi một câu với quý vị thôi. Đó chính là Ốc Thanh Vân thì quá quen với mọi người ở vai trò là diễn viên kịch nói và vai trò là người dẫn chương trình và những vai trò liên quan đến truyền hình khác. Nhưng mà ngày hôm nay thì thấy Ốc Thanh Vân là một trong những nhân vật chính của một bộ phim điện ảnh. Và nhìn vào trailer thôi cũng biết được cái độ khổ cực của bạn về cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Bạn nói gì về vai diễn này của mình? Thì là phải chào mọi người, rất là thương anh Tùng. Em thì không trẻ bằng Hà Anh, nhưng em vẫn là một người tử tế và chuyên nghiệp như anh. Dạ, chúng ta vỗ tay cho Ốc Thanh Vân được không ạ? Ốc mến chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn đang có mặt tại Vivo City ngày hôm nay ạ. Thật là hạnh phúc bởi vì thời gian đối với ai cũng quan trọng hết, mà mọi người dành để mà đến đây cùng với Lật Mặt 48 giờ thì đó là vinh hạnh của đoàn phim. Cũng xin lỗi là nếu như nãy giờ có những khách mời, những người rất thương quý thấy nhau đó nhưng mà chưa có kịp ôm, chưa kịp chào, chưa kịp nói chuyện với nhau thì rất là mong mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua, tại vì thực sự sự kiện ngày hôm nay cũng có sự có mặt của quá nhiều người nên là nếu có gì sơ sót thì rất là mong cả nhà sẽ thông cảm. Còn vai diễn của Ốc trong bộ phim này là vai Nga, là vợ của anh Võ Thành Tâm. Em cảm ơn anh Lý Hải. Dạ, ngoài chí rùa thì em có thêm một ông chồng nữa là anh Tâm. Thì nếu mà nói về khổ cực thì em nghĩ rằng là ai cũng cực hết, nhưng cực nhất có lẽ là anh Võ Thành Tâm thì đúng hơn. Còn với sức của phụ nữ thì đúng là cũng có đôi chút chạy trật, nhưng mà làm phim hành động thì đó là điều rất là bình thường thôi. Và cũng mong rằng là ở phim này thì bạn ấy cũng tạm quên đi một diễn viên kịch nói hay là một MC trong các chương trình truyền hình, và hãy cho Ốc trải nghiệm với cảm giác khác, đó là nhân vật của mình cùng với Lật Mặt 48 giờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn phần chia sẻ của Ốc Thanh Vân. Đông nghĩ với một người làm nghề không phải riêng mình Đông mà tất cả các bạn đạo diễn khác, nếu mà có xuất thân từ diễn viên ấy, thì mọi người sẽ hiểu rõ cho công việc của diễn viên và công việc của đạo diễn như thế nào. Cho nên mọi người sẽ rất là đặt vào trong câu chuyện đó. Thì bộ phim này là của anh Lý Hải và Đông là một phần góp sức phụ với anh Lý Hải để tạo ra một tác phẩm tốt. Đồng chí hy vọng là mình không phụ lòng anh Lý Hải rồi. Trong trailer có vẻ như bạn là nhân vật ác. Đâu có, tại anh Hải dựng á. Anh Hải anh dựng cố tình đánh lừa khán giả, chứ nhân vật em là hiền nhất phim. À rồi. Dạ, nhân vật hiền cố mà. Rồi, hy vọng chút nữa chúng ta sẽ nhìn được nhân vật hiền nhất phim do mình đóng đóng. Là Tống Giang Hồ ạ. Là Tống Giang Hồ. Thấy Giang Hồ là thấy có đồng đội rồi. Đồng bọn của đồng bọn em á. Thì thật sự là trong phim này thì Khánh Ngọc Tiên cũng tham gia một cái vai cũng khá là giang hồ, nhưng đằng sau cái giang hồ đó sẽ có một điểm lắng lại. Và trong quá trình quay thì tôi cảm nhận được là anh em bỏ ra công sức hơn 100%. Và tôi hứa với tất cả mọi người luôn, mọi người đi xem phim này sẽ đáng đồng tiền, sẽ không quý đồng tiền của mọi người bỏ ra đâu ạ. Wow! Và cuối cùng là Mạc Văn Khoa. Và anh đây ạ. Anh nghĩ là cái câu hỏi anh dành cho em nó cũng sẽ khó đấy. Anh định hỏi như thế này nè. Trong phần trước em là một trong những ngôi sao tỏa sáng nhất. Phải nói là xem xong bộ phim thì cảm thấy yêu quý em hơn về tài năng của em, về khả năng hài hước của em. Và vì vậy bộ phim này chắc chắn em sẽ là người bị áp lực cao nhất. Là bởi vì em quay trở lại và em phải hài hơn, em phải hay hơn nguyên nhóm người này. Thế em đã thực hiện vai diễn mới của mình như thế nào? Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin được gửi tới tất cả các cô bác, các anh, các chị, các cô chú, các bạn, các em, tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ. Dạ, đầu tiên rồi nhá.
Đầu tiên thôi. À, thật ra em xin được quay trả lời câu hỏi. Thật sự thì hồi nãy giờ thấy thoải mái và sau khi nghe anh Tùng hỏi câu đó em run anh ạ. À, nhưng mà bản thân em thì cũng không áp lực gì đâu anh ạ. À, em chỉ cảm thấy may mắn khi mà em được anh Hải sử dụng lại. Bình thường thì mình xài một cái gì khi mình bị sử dụng lại thì nó không hay lắm. Nhưng mà sau được anh Hải sử dụng lại thì mình lại thấy thích quá. Và hy vọng rằng anh sẽ sử dụng em lại nhiều lần nữa. Và còn cái vấn đề áp lực thì đúng là em cũng gặp áp lực nhiều. Bởi vì là khi mà anh Hải gọi lại thì em cũng bất ngờ rồi. Nhưng mà anh ấy nói là vào phim hành động thì em còn bất ngờ hơn nữa. Bởi vì trước giờ em cũng không nghĩ là em đóng trong một bộ phim hành động. Và hành động thì nó còn đòi hỏi rất nhiều thứ. Và đặc biệt là cái hài trong hành động thì nó phải rất là nhanh, nó phải vừa đủ thôi. Và nó phải giữ được cái tiết tấu trong bộ phim này rất là gay cấn. Và mình chỉ sợ là mình bị giãn tiết tấu thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì em nói thật là tới giờ đây em chưa bộ phim này em zoom như thế này à. Không phải bởi vì là nó chưa bộ phim nào mà mình lỡ tới 2 lần mà nói đúng như một ông bố bỉm sữa như em là đẻ hụt 2 lần anh ạ. Tới hôm nay thì mới đẻ thật. Thì cái cảm giác mà mình mong ngóng nó chất chứa quá rồi và tới hôm nay nó sẽ bung ra. Thì thôi, bây giờ em sẽ nghĩ về con em để em bớt áp lực đi. Nghĩ về vợ em để em cũng bớt áp lực đi. Nghĩ về sợ là vậy hả? Anh nghĩ về vợ anh sợ, em nghĩ bình thường mà. Dạ, thôi thì chỉ mong rằng phim sẽ được quý vị khán giả ủng hộ rất là nhiều, thật là nhiều. Và càng ngày càng nhiều ạ. Dạ, em xin hết ạ.